đây tài xế của mình là đẹp trai. Okay. Yeah, mình cần đi đâu rồi đi đâu, nó tóm lại là đi đâu hỏi ảnh thì ảnh cũng sẽ biết, giống như ở Sài Gòn mình hỏi Cầu Sơn đó quý vị. Không, để Sài Gòn thì mình có Cầu Sơn và Công Tâm thì mình có ông anh này. Taxi đẹp trai. Taxi đẹp trai đó, đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình tới cái quán ăn này chung với lại mấy đứa em con cháu trong gia đình, vợ chồng con cái con cháu trong gia đình ăn. Nghe nói cái quán này rất là ngon. Ăn cái gì quên mất tiêu rồi. Chút nữa vô trong là mình tính tiếp. Giờ cũng là 7 giờ khuya. Cảm ơn con. Giờ cũng đã 7 giờ khuya rồi. Cảnh đẹp chưa? Ánh sáng đẹp chưa? Đó. Đấy. Cái gì gói lá yến vi, gói lá gì đó không biết. Rồi đây cái món thực đơn của mình ở đây. Bác quay cái này nè con thương. Đền mình đây có những cái bức tượng đẹp đẽ khô. Rồi quý vị, đây là một cái thau lá, tất cả các loại lá, mâm lá, tất cả các loại lá. Quý vị thấy nãy sáng giờ mình đi quay ở trên Măng Đen đó, không đem về hết luôn đó. Đây còn có tiêu có ớt luôn nữa nè. Đấy. Tất cả loại lá. Có lấy cái lá chua 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 đằng kia nữa kìa, ngon nha. Dạ vậy. Nó quay người chi, nó còn người ta không thích lên lên video không. Okay, này. Tất cả các loại lá luôn, quá đẹp. Ở bên đó đứng ngồi có ai bán đâu, bên đứng ngồi không có ai bán đâu. Trâm mới tới không? Trâm tới chưa ta? Đi lùng đi Đà Nẵng. Giờ vẫn lấy giờ này về rồi. Đang về. Đang sáng về. Mai. Sáng mai mới tới. Còn gì ly? Đây mình có nhân viên ở đây hướng dẫn mình cách quay cách gói cái này nha quý vị. Mình không biết gói như thế nào hết thì có hướng dẫn mình gói xong bắt đầu sau đó bắt đầu mình từ từ mình học theo cách đó thôi. Mỗi thứ một lá, mỗi thứ một lá vậy thôi, không hồi thành nữa là một mâm vậy thôi. Ở bên đó đứng ngồi có ai bán đâu, bên đứng ngồi không có ai bán đâu. Trâm mới tới không? Trâm tới chưa ta? Đi lùng đi Đà Nẵng. Giờ vẫn lấy giờ này về rồi. Đang về. Sáng mai. Rồi quá ngon. Rồi ăn. Ăn thử luôn đi, ăn thử luôn đi. Ăn thử luôn đi. Xong, xong nhớ đem cho anh cái tô nha. Để anh bỏ bún vô trong anh ăn chứ không vậy chứ. Rồi, cảm ơn nhiều. Trên bàn mình là lá gì cũng có hết trơn á, lá này là lá rừng luôn á, một cái rừng ở trên đây luôn á, lá gì cũng có luôn, cả lá ổi luôn nữa nè. Không, nhưng mà mình không biết cái lá gì đây nè, ăn một cái coi như rùng mình luôn. Lá gì nãy mấy em nói lá gì ăn vô là lên mây.
Lá ngón, lá ngón. Mình mới biết được ở đâu đây có loại lá ngón ăn vô là lên mây luôn quý vị. Người nào thích coi như là tưng á, ăn cái đó vô là lên mây luôn. Ỏi. Xin chào tất cả quý anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Hiện tại thì Đạt đang xử lý cái video Đạt quay vào buổi tối của cái ngày mình đi Măng Đen về, xong mình đi ăn chung với lại các em trong gia đình và con cháu. Thì trên đường đi Măng Đen và trong bữa ăn thì mấy em có nhắc tới rất là nhiều lần trên cái lá ngón. Thì mình mượn cái video này mình cũng chia sẻ và nhắc các quý vị mà chưa có được biết về cái lá ngón á, thì nếu mà mình đi Măng Đen thì nên dặn con cháu của mình trong nhà đó, gặp cái lá đó cố gắng tránh, đừng đụng tới cái phấn hoa của nó, vì cái phấn hoa nó cũng có cái chất độc, cái lá của nó rất là cực độc, nếu ăn chúng ba lá thì mất mạng, theo được biết từ mấy đứa em. Và mình xem qua vài chút tài liệu trên cái Google, muốn biết thêm nhiều về cái đó thì nên search trên Google lá ngón để mà hiểu biết thêm và hướng dẫn cho tất cả các em, các cháu trong gia đình của quý vị. Nếu mà mình đây là lần đầu tiên mình đi những cái miền núi, mình tham quan phong cảnh, thì hãy tham khảo trước cái lá đó ha. Đặt chỉ ngắn gọn vài câu ở đây để cảnh giác cho mọi người thôi. Xin quay lại cái video mình xử lý nha. Quay làm lại là đây là trước mặt mình là muối con kiến quý vị. Xong có phô bịch vậy, muối con kiến. Không, đấy. Bây giờ mình thử cái món muối con kiến này coi như ăn như thế nào. Ở nhà mình thấy nó là mình đập nó không chứ chưa bao giờ ăn nó hết trơn á. Bây giờ thử ăn nó. Không có thấy, không có nghe mùi gì con hôi của con kiến. Đúng không? Không có cái hôi của con kiến. Nó cắt tức là cái đồ nó làm. Dạ. Mỏng 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 nha. Chọt cái cây ra rồi nhu vô đó đem chấm vô đây nó cắn. Đây quý vị dạ, mình đang quay rất là gần thấy rau ria con kiến này đàng hoàng luôn á quý vị. Thật sự luôn á quý vị. Trước giờ là mình gặp nó mình cứ đập nó không, là lần sau chắc gặp nó nhà chắc khóc ăn quá. Đây. Mình mớm ăn đâu nè. Chị Trang. Muối á, đó là muối bên đường thôi. Muối cái gì? Muối á con, ăn đi. Muối kiến gì? Muối kiến rồi. Xin chào tất cả quý anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng Đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Bây giờ là 10 giờ sáng của ngày hôm sau, lại mình ở cung tâm này. Bây giờ mình sẽ đi bộ vòng vòng qua phía bên gia đình của mấy đứa em ở phía bên kia. Từ bản qua đây cũng không có xa. Thì đây là cảnh buổi sáng ở ngoài cung tâm. Bữa nay có chút xíu nắng, không có không nóng cũng không lạnh, nó tóm lại là nhiệt độ rất là bình thường, không phải kiểu như là mát lạnh, không phải vậy, nhưng mà không có hầm, không có nóng. Thì bây giờ đây ở bên phía bên kia có cái khách sạn mới xây phía bên bản á, mình cũng muốn thử cái khách sạn bên đó để review cái khách sạn bên đó luôn, nhưng mà để coi chút nữa mình có ở thêm một đêm nào ở đây nữa không. Nếu mà có ở thêm nữa thì mình sẽ thử mình qua bệnh viện đây. Rồi bây giờ mình xây camera mình đi bộ thôi đây. Rồi mình đang đi bộ trên đường Lê Hồng Phong. Thì khúc chỗ này mình cũng không nhớ cho lắm quý vị, chỉ nhớ của mình là không có tốt cho lắm đâu, nên mình đi mình kiếm cái chỗ nào nhìn thấy nó quen á là mình biết mình đi đúng đường, nếu không mình đi đường khác. Rồi còn
khó hơn nữa thì mình sẽ nhờ chị Google chỉ đường vậy thôi. Trên mấy cái cây này có tổng cộng bao nhiêu con ve ở trên cây mà nó ồn, cha mẹ ơi nó ồn. Mỗi khi mà mình đi tới cái cây đó là nó ồn đến nỗi mà mình có thể là nói chuyện với gì không nghe được tiếng nói của mình luôn, mà chỉ nghe được tiếng ồn thôi đó. À, ngay khúc này tụi nó đang cầm mà nó giống như nó có cái tông của nó lên xuống đó. Ngay khúc này tụi nó đang yên lặng, còn hồi nãy qua cái cây kia trời ơi nó ồn không thể nào tưởng tượng luôn. Rồi, xin chào quý anh chị cùng các bạn. Mình tới đây là mình thử hai món luôn ở chỗ này. Không ai giới thiệu tới đây hết trơn, mình chỉ đòi đi ăn thôi, tại mình thích thôi. Tức là mình thích bánh canh và bánh bèo. Thì mình tới đây mình nói là cho mình một tô bánh canh, một dĩa bánh bèo. Thì cái cách làm ở đây là đem ra nguyên cả cái mâm luôn. Ăn nhiều ăn tính tiền bấy nhiêu. Thì mình quay camera lại cho quý anh chị coi nha. Đây là một mình không biết gọi cái này là cái dĩa hay là cái gì, mà nó giống như là cái mâm bánh xèo, bánh bèo, đó là mâm bánh bèo. Ok đó, rồi rồi bên đây thì những cái thức ăn cho cái bánh bèo ở đây. Bánh canh chưa ra thì phải đó, bánh bèo ở đây. Kế bên cạnh còn có mấy cái này nữa nhưng mà mình không thưởng thức mấy cái này. Ok đó, thì ở đây vậy. Và không quên có cái tô này nữa. Đây, nước mắm. Rồi ăn như chưa từng được ăn luôn, chơi luôn. Rồi, tô bánh canh thần thánh cũng đã ra rồi. Đây không có rau củ, không có gì hết trơn nha. Bánh canh ở đây. Thì đó. Tô bánh canh đơn giản vậy thôi. Đây, hèn chi. Mọi người nói đồ ăn ở ngoài Sài Gòn ăn ngon là mình hiểu ý rồi nè. Nó tô bánh canh đơn giản vậy thôi à. Không có thịt giò heo, không có gì trời hết trơn á. Rồi. Vô ăn thôi. Rồi, cái tô bánh canh mình đã thưởng thức xong cái tô bánh canh. Nước rất là ngon, bánh canh rất là ngon. Chỉ có một cái là thịt heo rất là dai luôn. Có thể là cái cách ở khu vực này họ làm thịt như vậy, không có giò heo, không có những cái gì thuộc về mỡ của heo, mà là cái miếng thịt giống như mình kho thịt nhỏ đó, rất là dai ha. Nhưng mà mọi chuyện ngon. Bây giờ sang qua cái miếng bánh bèo này. Cái bánh bèo này mình mới thử một miếng cũng rất là dai luôn. Cái miếng bánh bèo nó không phải bở bở giống như bánh bèo mình ăn ở ngoài Sài Gòn, mà nó dài. Coi như là thấy cái kia mình tọt cái là tới cái chén không, cái này không à, nó dai, cái bột của nó rất là dai. Đấy, thì ăn cũng ngon. Tóm lại mỗi khu vực có một cái gì đặc biệt của họ đó, ăn thấy ngon. Kết thúc cái phần ăn của mình. Ở đây thì nguyên cả một cái thau, cái mâm bánh bèo mà mình đã ăn hết bao nhiêu đây rồi. Okay. Đó. Đã ăn hết được bao nhiêu đây cộng với cái tô này là quý vị cảm thấy là mình đã ngồi đây mình thưởng thức nó như thế nào rồi, không thể nào chê nó hết trơn nha. Không. Đó. Bây giờ mình là chưa bụng, đi vòng vòng uống cà phê uống nước rồi kia nọ. Giờ còn sớm mà, mới có 9 giờ mấy, 10 giờ gì đâu đó à. Rồi đây cái quán nho nhỏ ở của gia đình mấy người em bà con bên đại khái như là gia đình bà con bên vợ của đứa em của mình. Nó tóm lại mình và gia đình này không có quan hệ bà con gì, nhưng mà họ là bên vợ, gia đình vợ của mấy đứa em bà con mình. Thì ở đây ngoài công tâm thì cái quán nho nhỏ ở ngoài ngoài sân là như vậy. Đây mấy đứa em đây mới đi chợ về để mua mấy trái cây nè.
mấy trái này là trái trái gì trái trái cam, đây là mấy trái cam ở chợ. Nhìn xanh tươi quá. Bên kia dưa hấu và mấy cái gì nữa, dưa hoàng kim hay gì đó không biết. Rồi đây là sáng sớm cho nên đi chợ về để có đồ để sử dụng trong ngày hôm nay. Rồi trên đường quán cà phê của mình ở đây vào buổi sáng là như vậy. Không có Highland rồi, không có cà phê hiệu gì theo ở ngoài Sài Gòn. Ở đây thì đơn giản là như vậy thôi. Thì mình cũng không có nhu cầu đòi với cái gì đặc biệt. Chỉ vậy thôi, mình thích vậy đó. Trời bây giờ rất là gọi là không có nóng nhưng mà đã có sự hầm, có cái hầm thật rồi, nhưng mà nó không có nóng cháy da giống như ngoài Sài Gòn. Cái giờ này ở ngoài Sài Gòn là mình biết là không dám bước ra ngoài đường luôn á. Rồi đây ly cà phê, ly pha kê thành thắng của mình đây. Đây ly trà kế bên hông. Cà phê này là đắng nha quý vị, đắng nha, cà phê này rất là đậm, cái này giống như cái shot vậy đó. Đắng nhâm nhi thôi, chút nữa tan hết đá là nó cũng vừa uống rồi đó. Ngồi uống cơm cà phê này cả tiếng đồng hồ đây mà, chứ đâu phải mình uống xong mình bỏ chạy đâu, cho nên không sao hết. Mình định đi chơi mà mưa kiểu này sao đi chơi đây không biết nữa. Nghe tiếng mưa trên toàn chưa. Đấy. Rồi thôi xin cảm ơn tất cả quý anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family, và bánh chúc quý anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu.